Nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện nghị quyết số 09 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 18 về thực hiện chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, một số định hướng đến năm 2025, ngành giáo dục Hưng Yên đã đạt một số thành tựu nổi bật. Thay đổi rõ rệt nhất trong nhiệm kỳ vừa qua là cơ sở vật chất giáo dục. Các cấp chính quyền từ tỉnh đến địa phương luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa và hiện đại. Đến nay, toàn tỉnh có 342 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia. 25, 35 trước, cho đến thời điểm này thì ai cũng nhìn nhận thấy rằng là cái cơ sở vật chất là khá khang trang. Đây là cái niềm vui và hết sức là phấn khởi, tạo một cái điều kiện rất là thuận lợi để nâng cao chất lượng dạy và học cũng như các hoạt động phát triển toàn diện cho học sinh. Đến nay, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 100%, trên chuẩn bậc mầm non 73,78%, tiểu học 96,23%, trung học cơ sở 75,12%, trung học phổ thông 23,43%. Từ giáo viên cho đến cán bộ quản lý phải thấy tự đánh giá xem là mình cần gì, yếu gì, thiếu gì, và tại cơ sở tập huấn sau đó là có những cái đề xuất để chúng tôi có thể tập huấn cấp huyện. Và bên cạnh đó thì chúng tôi phải tăng cường cái công tác kiểm tra, bởi vì cũng phải kiểm tra thì mới biết được người ta là tự vào cuộc đến đâu, thấy được người ta thiếu hụt cái gì. Công tác tập huấn của chúng tôi thì diễn ra một cách rất là thường xuyên trong cả năm học cũng như là cái dịp hè. Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, chất lượng dạy và học của Hưng Yên ngày càng được nâng cao. Hưng Yên là tỉnh thứ 8 trong cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và chuẩn hóa mù chữ mức độ 2. Hàng năm, tỷ lệ học sinh tỉnh Hưng Yên tốt nghiệp trung học phổ thông luôn ngang bằng hoặc cao hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước. Trung bình hàng năm có gần 60% thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đỗ đại học, trong đó có nhiều em đỗ thủ khoa. Nhiều giáo viên, học sinh đã vươn tầm quốc tế như cô giáo Trần Thị Thúy đạt top 50 giáo viên toàn cầu, em Nguyễn Minh Quân, trường trung học phổ thông chuyên Hưng Yên đạt huy chương bạc Olympic tin học châu Á-Thái Bình Dương. Em Lê Khang Hiếu, học sinh trường trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm Greenfield, giải vô địch tin học văn phòng thế giới. Trong thời gian tới, thì ngành giáo dục đào tạo Hưng Yên tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, vận dụng các mô hình giáo dục tiên tiến của các nước vào các cơ sở giáo dục phổ thông. Dù vẫn có những khó khăn, nhưng những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 luôn là động lực để ngành giáo dục và đào tạo toàn tỉnh tiếp tục phát triển, vươn lên, gặt hái thêm nhiều thành công trong nhiệm kỳ tới.